Lời nói đầu tiên, em cũng xin kính chào toàn thể ban quản trị của câu lạc bộ Trích Lớp Trên Tình Bạn 3. Cũng đã rất lâu rồi thì Trần Hà mới quay trở về với lại câu lạc bộ. Xin phép được cùng giao lưu với lại các anh chị em trong và ngoài câu lạc bộ buổi tối ngày hôm nay. Quay về để thăm anh hai Phụng Võ. Thì rất là lâu thì Hà cũng không có giao lưu ở trên câu lạc bộ Trách Lớp Trên Tình Bạn. Chúc tất cả các anh chị em trong và ngoài câu lạc bộ có được một cái sức khỏe dồi dào. Và lời chào trân trọng ạ. Hôm nay em sẽ giao lưu với lại các anh chị. Nếu mà có gì sơ xuất thì các anh chị cũng châm chế dùm cho em nha. Bài thơ Du Huy. Mời Đào song ca cùng Bức Tường 7477 bài thơ Du Huy soạn giả. Em mời chị. Nguyễn Khánh Nhân, karaoke. Nguyễn Nương cho em xin cái kênh nha. Cả nhà ơi, em chào.
chào Khả Nhi một lần nữa cho ấm sân khấu nha. Chị ơi, nếu mai anh ấy có vào tận phòng loạn giữa đêm khuya dân, anh sẽ nhìn lặng lẽ giường xưa bỏ lạnh để nhớ thương một hình bóng qua giấc mộng giữa cánh. Chị Thanh Vi và Nguyễn Nương, anh Mười Thương, cả nhà chờ em chút xíu ha.